Anh chị và em Tuấn đang đứng trên con đường 26m của dự án xây dựng Hà Nội, giữa nhóm 2 và nhóm 3 của dự án xây dựng Hà Nội. Thì hôm nay em Tuấn và quý cô bác anh chị cùng đi khảo sát một lô đất nằm trên trục đường một xẹt của trục đường 26m, nằm trên mặt tiền 17m. Thì anh chị cùng di chuyển với em Tuấn vào trực tiếp lô đất để khảo sát lô đất hôm nay có đáng đầu tư hay không nhá. Dạ. Thì vị trí anh chị và em Tuấn đứng chỉ cách đường Nguyễn Văn Cừ khoảng 150m thôi, rất là gần về trung tâm. Đi thẳng này, rẽ phải về trung tâm của xã Long Thọ, về khu công nghiệp 1, 2, 3, 5, 6, di chuyển trong vòng khoảng 5 phút thôi. Và hướng ngược lại, chúng ta sẽ về trung tâm của xã Phước An, về trường học cấp 1, cấp 2, mầm non, chợ, di chuyển cũng chỉ khoảng 5 phút di chuyển thôi. Rất là gần, thì chúng ta sẽ trực tiếp vào lô đất để khảo sát nha. Đây là vị trí lô đất này, rất là gần chợ thôi. Nằm trên trục đường 17m thuộc dự án xây dựng Hà Nội nhóm 2. Dạ. Và đây, khu vực này là khu vực sân bóng này. Sân bóng này, trường tiểu học khu vực này sẽ quy hoạch nằm vị trí này. Dạ. Thì lô đất chúng ta đây, trên trục đường 17m, thông ra đường 26m chỉ khoảng 50m là ra đường 26m và đường về đường Nguyễn Văn Cừ thôi, rất là gần. Dạ. Anh chị quan tâm liên hệ nha. Đây là vị trí chính xác của lô đất này. Lô đất nằm trên trục đường 17m thông ra đường 26m và lô đất chúng ta hôm nay có chiều ngang là 5m và chạy dài vào trong là hơn 22m, tổng diện tích là 111m2, phun thổ cư thuộc dự án xây dựng Hà Nội, vỉa hè thì khoảng 3m rưỡi thôi, lòng đường khoảng 7m, 7 đến 8m. Dạ. Đấy. Nô đất ngay khu vực dân cư đã có sẵn rồi. Dạ. Thuộc nhóm 2 của dự án xây dựng Hà Nội. Khu vực này sau này rất là gần chợ, rất là gần trung tâm thương mại và rất là gần với lại chung cư nhà cao tầng tại khu vực dự án 1/500 này. Dạ. Đấy. Lô đất này anh chủ đang đưa ra với mức giá chỉ với 1.250 tỷ thôi. Thì anh chị quan tâm liên hệ với em Tuấn qua số điện thoại 0374 516 390. Em Tuấn sẽ dẫn đi xem trực tiếp lô đất và khảo sát thị trường tại khu vực này, lô đất này có đáng đầu tư hay không. Và em Tuấn còn rất là nhiều nguồn với tài chính là hơn 800 triệu, hơn 900 triệu, hơn 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 7 tỷ tại khu vực Long Thành, Nhân Trạch và những khu vực dự án 1/500, dự án HUD, dự án xây dựng Hà Nội. Dạ. Anh chị quan tâm thì liên hệ. Anh chị yêu quý thì nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ em Tuấn, like nhiều video về hạ tầng và những nguồn đầu tư tại đây. Em Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video sau nhé.